Bích mến chào quý khán thính giả của bản tin Hoa Kỳ trên kênh Thời báo Sự Thật. Chúc quý vị một ngày tốt lành và bình an. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau. Iran cả gan chạm vào giới hạn, Mỹ tức giận gửi tối hậu thư cảnh cáo hậu quả nghiêm trọng. Hỏa hoạn nghiêm trọng tại New York, ít nhất 19 người thiệt mạng. Cuộc đua vũ trụ Trung Mỹ đốt nóng năm 2022, Bắc Kinh tiết lộ nhiệm vụ giàn khổ, Washington để ngõ cấm vận gai gắt, Moscow nói không nhượng bộ. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 9 tháng 1 cảnh báo Iran sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng nếu bất kỳ người dân Mỹ nào bị tấn công. Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Iran áp đặt trừng phạt đối với 52 công dân Mỹ. Trong tuyên bố vào ngày 9 tháng 1, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết, Iran trừng phạt 52 công dân Mỹ trong bối cảnh các lực lượng ủy nhiệm của nước này tiếp tục tấn công quân đội Mỹ ở Trung Đông. Đồng thời, giới chức Iran đe dọa tiến hành các hoạt động khủng bố bên trong nước Mỹ và những nơi khác trên thế giới. Ông Sullivan đã nhấn mạnh Mỹ sẽ bảo vệ công dân của mình, bao gồm những người đang phục vụ và đã từng phục vụ nước Mỹ. Theo ông Sullivan, mặc dù có bất đồng trong chính trị và chính sách đối với iran người dân mỹ luôn đoàn kết trong quyết tâm chống lại các mối đe dọa và những hành động khiêu khích cũng như là tự bảo vệ bản thân của mình mỹ sẽ phối hợp với các đối tác và đồng minh nhằm răng đe và đáp trả mọi cuộc tấn công do iran thực hiện ông sullivan cũng cảnh báo nếu iran tấn công bất kỳ những người mà nước này tuyên bố trừng phạt iran sẽ phải gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng Iran vào ngày 8 tháng 1 đã tuyên bố trừng phạt 52 công dân Mỹ với cáo buộc có liên quan tới vụ sát hại tướng Khashem Soleimani năm 2020. Theo Bộ Ngoại giao Iran, những công dân Mỹ bị trừng phạt do có vai trò trong tội ác khủng bố của Mỹ đối với tướng Soleimani, cũng như thúc đẩy khủng bố và vi phạm các quyền cơ bản của con người. Lệnh trừng phạt sẽ cho phép Iran tịch thu mọi tài sản mà những người này sở hữu ở Iran. Trong số các công dân Mỹ bị Iran trừng phạt có chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ là Tướng Mark Milley và cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien. Trong khi đó, vài ngày trước, tổng thống Iran Ibrahim Raisi nói rằng cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nên bị đưa ra xét xử vì cái chết của Soleimani. Vào thời điểm tiêu diệt Soleimani, các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã nói việc loại bỏ Soleimani là cần thiết sau hàng loạt các vụ tấn công vào tài sản của Mỹ ở Trung Đông, cũng như các cuộc tấn công đã khiến hàng trăm người Mỹ thiệt mạng trong những năm gần đây. Họ cũng cho biết vào thời điểm đó, Soleimani đang âm mưu chuẩn bị thực hiện thêm các cuộc tấn công vào công dân Mỹ. Ông Sullivan đã nhấn mạnh rằng, Chúng tôi thống nhất với chính quyền Tổng thống Donald Trump về cách xử lý các mối đe dọa và khiêu khích, Chúng tôi nhất trí về việc bảo vệ người dân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác để ngăn chặn và đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào do Iran tiến hành. Nếu Iran tấn công vào bất kỳ công dân nào đó của chúng tôi, trong đó có bất kỳ ai trong 52 người mà họ đã nêu tên hôm qua, thì họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Hỏa hoạn nghiêm trọng tại New York ít nhất 19 người thiệt mạng. Kênh truyền hình ABC News dẫn lời các quan chức đã cho biết hơn 200 nhân viên cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường vụ hỏa hoạn bùng phát vào sáng ngày 9 tháng 1, bắt nguồn từ một căn hộ thông tầng trên tầng 3 của một tòa nhà cao tầng ở khu Tremont, thuộc quận Prince của thành phố New York. Theo Sở Cứu Hỏa thành phố New York, hơn 60 người bị thương trong vụ cháy này. Ít nhất 13 người khác được đưa tới các bệnh viện trên địa bàn quận Prince trong tình trạng nguy kịch. Trong một cuộc họp báo chiều ngày 9 tháng 1, Ủy viên Sở Cứu Hỏa thành phố New York Daniel Negro đã chỉ rõ có nhiều nạn nhân sinh sống trên các tầng phía trên, đồng thời họ có thể bị ngạt khói nghiêm trọng, dự kiến sẽ có nhiều trường hợp tử vong. Cuộc đua vũ trụ Trung Mỹ đốt nóng năm 2022, Bắc Kinh tiết lộ nhiệm vụ giàn khổ. Trung Quốc đã tiết lộ kế hoạch thực hiện hơn 40 vụ phóng không gian trong năm nay. Đốt nóng cuộc đua vũ trụ đang ngày càng trở nên khốc liệt hơn với Mỹ. Cụ thể, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, gọi tắt là CASC, đã tuyên bố họ đã lên kế hoạch cho hơn 40 vụ phóng vào không gian năm 2022, bên cạnh 6 nhiệm vụ không gian có người lái, bao gồm cả hai tàu vũ trụ thần châu. Trạm vũ trụ Thiên Cung của Trung Quốc dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm nay. CASC đã cho biết, nhiệm vụ năm 2022 sẽ rất gian khổ khi số lượng các vụ phóng không gian sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Chủ tịch CASA Vu Gangsheng đã cho biết, chúng tôi cần phải hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ hàng không vũ trụ khác nhau, đảm bảo sự thành công hoàn toàn của các nhiệm vụ bay thử quan trọng và đẩy nhanh sự phát triển của Trung Quốc như là một cường quốc vũ trụ. Ngoài ra, các công ty vũ trụ khác của Trung Quốc cũng tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng cho năm 2022. Landspace là một trong những công ty tên lửa tư nhân hàng đầu của Trung Quốc đã có kế hoạch phóng tên lửa mới có tên là Chu Quy 2 lên quỹ đạo thấp của trái đất. iSpace là một công ty tư nhân khác cũng sẽ tiến hành vụ phóng thử tên lửa Shen 2 đầu tiên. Trong khi Aerospace đang chuẩn bị tiến hành vụ phóng tên lửa rắn Li 1 đầu tiên trong quý đầu tiên năm 2022. Trong khi đó, China Rocket cũng đã phóng tên lửa nhiên liệu rắn Chelong 3 đầu tiên trong những năm nay. Những kế hoạch trên diễn ra trong bối cảnh sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực không gian vũ trụ đang ngày càng gia tăng. Trung Quốc cũng đã thực hiện 55 vụ phóng vào không gian trong năm 2021, bao gồm 48 vụ phóng của CASC, trong khi đó Mỹ đã phóng hơn 51 vụ, có tổng cộng 145 vụ phóng trong không gian trong khắp thế giới năm 2021. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều tiền bạc vào các chương trình không gian. Trước năm 2007, Trung Quốc không thực hiện được hơn 10 vụ phóng nào trong không gian trong một năm, nhưng sau đó Trung Quốc thực hiện 152 vụ phóng trong 5 năm qua. Trong năm 2018 và 2019, Trung Quốc thực hiện nhiều lần phóng vào vũ trụ nhất thế giới, lần lượt là 38 và 32 vụ, vượt qua cả Mỹ là cường quốc vốn dẫn đầu trong lĩnh vực không gian vũ trụ từ trước tới nay. Mỹ đã thực hiện lần lượt là 34 và 21 vụ phóng năm 2018 và 2019. Mỹ sau đó đã giành lại vị trí dẫn đầu trong cuộc đua không gian vũ trụ năm 2020 với 44 vụ phóng, còn Trung Quốc chỉ có 39 vụ. Sự cạnh tranh gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực này đã gây ra lo ngại rằng không gian đang trở nên quá chật trội. Tháng trước, Trung Quốc đã cáo buộc với Liên Hiệp Quốc rằng vệ tinh Starlink của tỷ phú Mỹ Elon Musk đã trạm vũ trụ thiên cung của Trung Quốc, có thể đã va chạm hai lần nếu trạm vũ trụ của Trung Quốc chủ động tránh tiếp xúc. Bắc Kinh đã nhiều lần yêu cầu Mỹ tránh những sự cố tương tự và kêu gọi Washington phải là người chơi có trách nhiệm. Các chuyên gia không gian đã cho biết, không có quy tắc nào trong không gian có liên quan đến việc ai có quyền ưu tiên hoặc là khoảng cách an toàn được quy định là gì. Theo đó, Trung Quốc và Mỹ đã buộc truyền thông phải liên lạc tốt hơn nữa để giảm nguy cơ tai nạn xảy ra trong không gian. Washington để ngõ cấm vận gãy gắt, Moscow nói không nhượng bộ các quan chức Mỹ và Nga đều thể hiện thái độ không ai nhường ai khi nhắc tới căng thẳng hiện nay tại biên giới Nga-Ukraine. Liên quan đến biên giới Nga-Ukraine, quan chức Mỹ đã cho hay, Washington sẽ liệt Moscow vào danh sách các nước bị hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt nhất như là Cuba, Iran, Triều Tiên và Syria nếu Nga tấn công Ukraine. Ngoài các biện pháp trừng phạt trực tiếp đối với các thực thể Nga, gói biện pháp này có thể bao gồm những hạn chế đáng kể đối với hàng hóa xuất khẩu từ Mỹ sang Nga, và hàng hóa có khả năng sản xuất từ nước ngoài thuộc quyền tài phán của Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cùng đồng minh sẽ thực hiện các biện pháp siết chặt, dẫn đến những thiệt hại không thể nào chịu nổi với nền kinh tế Nga, bao gồm cả hệ thống tài chính và các lĩnh vực được coi là quan trọng đối với Moscow. Trước đó, có thông tin đã cho biết rằng, trong trường hợp Nga chủ động tấn công Ukraine, Bộ Thương mại Mỹ có thể cấm vận xuất khẩu sang Nga bất kỳ mặt hàng tiêu dùng nào sử dụng linh kiện điện tử do Mỹ sản xuất hoặc là do Mỹ phát triển. Cùng ngày, Nga đã tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước sức ép của Mỹ tại đàm phán tuần này về vấn đề Ukraine, khẳng định rằng không từ bỏ yêu cầu sự đảm bảo an ninh ở phương Tây. Đồng thời, Moscow cũng cảnh báo nguy cơ đàm phán có thể kết thúc nhanh chóng. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Dukhov đã nhận định rằng, không loại trừ khả năng sẽ đột ngột chấm dứt đàm phán sau cuộc họp duy nhất tại Geneva. Tôi không thể nào loại trừ bất cứ điều gì đây là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra và người Mỹ không nên ảo tưởng về điều này. Đương nhiên, chúng tôi sẽ không nhận bộ bất kỳ điều gì dưới sức ép và trước những mối đe dọa liên tục ở bên bờ ở phương Tây tham gia cuộc đàm phán sắp tới. Theo kế hoạch, đàm phán giữa các nhà ngoại giao Mỹ và Nga sẽ bắt đầu tại Geneva ngày 10 tháng 1, sau đó sẽ diễn ra Hội đồng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO-Nga tại Brussels và tham vấn trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE ở Vienna những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin hoa kỳ trên kênh thời báo sự thật cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bích trâm xin chào hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo